có bánh rồi đó, có bánh đó. Cho nên á, sống vui vẻ, lạc quan, tích cực lên, niệm Phật nhiều vô. Có chồng là khổ. Mình như vậy mình không có chồng mình phải vui lên á. Sướng. Có chồng là khổ. Mẹ ơi, bữa nay chồng con nó quýnh con quá. Mẹ ơi, gia đình chồng con nó đối xử con tệ. Mẹ ơi, nó chửi bới con tùm lum. Không, đứa nào có mẹ thì còn kêu mẹ được, còn người nào không có mẹ biết kêu ai, đúng không? Bởi vì vậy cho nên tôi nhiều cái tôi cũng lạc quan yêu đời đó. Sống dựa vô Phật mà sống, tâm linh mà, cứ dựa vô tâm linh, dựa vô ơn trên mà sống. Ơn trên ta hộ cho. Hồi đó mình nghèo, mình không có ly nước mình uống á, ai cho mình? Mình sống mình cũng cầu nguyện từng ngày thì mình mới được thành tựu như ngày hôm nay. Mình được ngày hôm nay rồi đó. Mình phải giữ cái ngày hôm nay nè. Mình phát triển, mình bố trí cho nó sao là thành một cái viên ngọc đẹp. Và viên ngọc đó phải nằm chỗ nào cho nó đẹp hoàn chỉnh. Cái đó là cái cách của mình để mình ứng biến trong cuộc sống. Còn trong cái xã hội này nó thật sự với mọi người á, sống không tin là sai. Sống là phải tin. Tin phải tin tối đa và tin tuyệt vời luôn á. Thì ơn trên tin bằng cái tâm mà tin phải nhiệt huyết á. Người ta mới ổ, ơn trên mới đổ. Giống như tôi ví dụ đi, mình kêu một người đó lại phụ mình mà mình không tin người ta làm được điều này, sao mình dám mướn? Đúng không? Cho nên như chị á, riêng bản thân chị á, em thấy là cảm giác rất là ok. Ok ở đây là biết sao không? Chị nhìn lên chị không bằng ai thiệt, nhưng nhìn xuống có ai được như chị. Như chị ngồi không nè, chị rất thực sự luôn, có nhiều người cũng giống như chị. Cũng có nhiều người ta cũng có hoàn cảnh giống như chị. Người ta cũng bị yếu, điểm yếu như chị vậy. Nhưng mà chị biết sao không? Cũng có nhiều người không có gia đình. Họ ở trong một cái chỗ nào đó rất là nghèo luôn. Ăn không có ăn. Mà họ tay chân họ vậy, họ đi kiếm ở đâu? Rồi họ phải chết từng ngày trong cái khổ cảnh đó. Thì cho nên chị là người hơn những người đó rất là nhiều. Em đi bên chùa Hoàng Pháp á, có bé nó cũng bị bệnh giống em, cũng nằm trên cái xe vậy đó. Mà người thân ở trong anh nhà để cho bé thì cái xe nằm cái cổng chùa để không chị nhìn thấy đó. Thì đó. Bởi... Mình còn may mắn lắm. Không, chị cực kỳ may mắn. Dạ. Chị là cực kỳ may mắn. Điều thứ nhất nè, chị bệnh mà chị không chết là chị may mắn rồi. Dạ. Đúng không? Bệnh mà không chết là may mắn rồi. Thật sự luôn, ai mà bệnh nặng mà không chết là may mắn rồi. Đúng không? Điều may mắn của chị là gì? Điều thứ hai, gia đình chị có thể hỗ trợ chị được là chị lại may mắn nữa. Và điều thứ hai là gia đình chị vẫn còn gia đình á. May mắn của chị là vẫn còn gia đình. Em còn có bệnh da nhẹ. Ừ, nhưng mà vẫn có người xung quanh hỗ trợ chị. Còn điều thứ ba là gia đình chị có điều kiện. Là ba cái may mắn đó đó, nó mới hội tụ đầy đủ chị. Thật sự người lành lặn tay chân chưa chắc gì có đầy đủ may mắn như chị. Người lành lặn tay chân chưa chắc gì người ta bệnh mà người ta lướt qua được. Đúng không? Mà người ta lướt qua được chưa chắc gì họ có tiền. Mà người ta có tiền rồi chưa chắc họ có gia đình. Thì trong ba cái đó chị đã có đầy đủ rồi. Thì chị hơn nhiều người nữa. Bởi như vậy cho nên bằng lòng mà hãy sống. Ừ, cứ như vậy, vui vẻ, vui tươi lên. Hồi xưa tôi nói thật nha, hồi đó tôi khổ á. Tôi không muốn tôi khổ, nhưng mà tôi kể lại cho nghe. Hồi đó tôi khổ á, tôi còn đi hát đám ma nha. Nhưng mà mỗi đêm về tôi cầm có 100.000 à. Tôi cầm có 100.000 thôi. Tôi chạy xe Honda gì á. Tôi ghé quán ăn cơm, một dĩa cơm 20.000. Mà tôi cảm giác rất là vui và hài lòng với cuộc sống. Nhưng mà đến bây giờ tôi cầm mỗi ngày 20 triệu. Mà ngày nào tôi cũng lo nghĩ và lo âu. Ngày mai như thế nào?
rồi tiền bị tiền bạc chi phí ra sao, rồi nói chuyện với người xung quanh như thế nào, rồi tai tiếng đủ thứ. Thiệt, cái đó là cái các Thi nói thiệt với mọi người. Bởi như vậy á, các Thi cảm giác là hồi đó làm không ra tiền mà nó lại vui và hài lòng hơn bây giờ. Còn bây giờ làm ra tiền nhưng mà không vui, không hài lòng, chán lắm. Thiệt, hài lòng là vì thấy khách mình lợi, ủng hộ mình hài lòng được điều đó. Còn sau cái việc mà mình tiếp khách xong xuôi là đầy đủ gian truân trong cái cuộc sống. Một phần bánh tráng trộn, chị ơi, bánh tráng trộn sao trứng gà nó thúi quá vậy? Là cái đó là cái nỗi lo âu rồi đó. Hoặc là chị ơi trứng gà, chị quên bỏ trứng gà cho em, cũng lo âu. Chị ơi chị, sao bánh tráng của chị ít xá tế vậy? Cũng gầu. Những cái câu nói của người ta đơn sơ, người ta báo cáo với mình nhẹ thôi, cảm giác cái đó nó nặng đầu. Càng người ta nói nè, càng leo cao thì càng té đau, mà càng cao danh vọng thì càng đầy gian nan, thuyền to thì sóng to, đúng chưa? Bởi vì vậy cho nên từ từ mà sống, từ từ mà giải quyết, từ từ mà chấp nhận. Các Thi là một người hồi đó, các Thi nó thật sự một người khổ ghê gớm lắm. Trời mưa ấm 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 ấm, mưa lớn gấp đôi hơn ngày hôm qua luôn á. Mưa ấm 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 ấm, đi hát đám ma ở dưới đâu biết không? Ngay chỗ mà Đức Hòa Đức Huệ Long An á. Mà mưa chạy xe mưa nó tạt, mà chiếc xe nỉu qua bên luôn á. Chạy đi về dưới, vừa tới show rồi, mặc cái bộ đồ ướt đứng hát, mặc cái bộ đồ ướt đứng hát. Thoại ơi, canh khách ở ngoài kêu vô giùm mẹ, canh khách đã có ở ngoài kêu vô giùm, ướt tầm tã em vậy nè. Em đứng đó em mặc bộ đồ ướt em hát, mà gặp Micho có dây nữa, Micho nó có dây điện nó giật thấy mẹ luôn á, mà phải cầm lên phủi tay khô đứng hát để kiếm tiền, để có đủ tiền đổ xăng chạy về Sài Gòn. Mà lúc đó các Thi nhớ có 120.000 từ đây mà Đức Hòa Đức Huệ Long An, mà chạy lên đây cầm 120.000 để làm gì biết không? Để mua dĩa cơm đổ xăng đi hát ban đêm về, mà 4 giờ sáng về tới nhà cởi quần áo ướt mẹp, mặt mày son phấn nó tèm lem hết chưa, buồn lắm á, khóc luôn á. Nhưng thôi kệ, đó là số phận rồi, chấp nhận nó đi. Nhiều khi lắm lúc các Thi muốn buông xuôi đủ thứ á, nhưng các Thi nghĩ trời hại chết chứ người hại không có chết, cho nên thôi cái đó cuộc sống mà cứ tiếp tục nó đi. Mình mà né nó ra là mình hèn yếu, thấy không? Phải chấp nhận với nó, phải đối đầu với nó, coi mày tới đâu tao tới đó. Ông trời đâu dồn, đúng, ông trời không dồn vô đường cùng. Thiệt, ông trời dồn vô mình thấy bí không? Nhiều khi bí thấy mẹ luôn, không có tiền, tới tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Tiền đâu mình đóng tiền nước, tiền điện này nhà. Có. Không, hồi đó kìa. Ờ thì có. Có. Có cửa, dây mượn. Mượn nợ công an á má, mượn nợ Hải Phòng thì được. Trời ơi là trời. Rồi mình vui vẻ nó đi, thay vì mình ngồi đây mình than thân trách phận, sao tôi khổ quá, tôi nghèo quá, sao tôi bị cái này tôi bị cái kia. Thì thay vì mình ngồi đây than thân trách phận, nhưng mình đối chứng với nó, mình tiếp tục với nó. Mày lì hay tao lì? Mày khổ dai hay là tao khổ dai? Cho nên các Thi nói thật, xong trong lúc cái nghèo của các Thi nha, các Thi cũng không cho mình khổ luôn. Các Thi phải cảm nhận được, phải có cái vui trong cái nghèo đó để tiếp tục cái cuộc sống nghèo đó mà vươn lên. Các Thi nói thiệt với mọi người như vậy luôn á. Hồi đó các Thi không có ngàn trong túi nữa, nhưng các Thi hạnh diện lắm á, các Thi vui vẻ lắm á. Nhiều khi đi ra đường chạy tung tăng ngoài đường chứ không có ngàn trong túi nữa, nhưng không cần ly phê đủ rồi, ngồi đó uống những nhơ rồi đi chơi tung tăng rồi xong. Chứ
chị làm gái chưa? Hả? Lúc đó chị làm gái chưa? Lúc đó chị làm gái chưa hả? Là con gái. Chị làm gái rồi. Sao? Lúc đó chị là con gái chưa? Lúc đó chị làm con gái chưa? Nói cho rõ. Tự nhiên lúc đó chị làm gái chưa? Nghe hú hồn. Ủa sao bà biết nghệ mình á? Nghe sướng muốn chết à. Nói giỡn chứ lúc đó hả? Chị làm gái rồi. Chị làm con gái rồi. Ngồi đi, ngồi chơi đi. Chúc em còn chuyện để hỏi anh nhiều lắm. Bởi như vậy á, riêng các Thi muốn chia sẻ với mọi người á, lạc quan sống. Đừng thấy bà này chửi xiên mình, bà kia chửi mình, bà nọ ghét mình, hay ông nọ đang cạnh tranh mình. Không, thả lỏng ra. Cạnh tranh được bao lâu? Thiệt, các Thi nói thiệt. Rồi cự cãi được bao lâu? Chưa kể qua ngày mai hai người có chuyện này các Thi biết nha. Hai người đó bữa nay gây lộn quá trời luôn. Gây lộn cực kỳ luôn. Tự dưng à. Tự nhiên qua ngày mai á, ông kia ông lên ông bị tai biến đưa vô bệnh viện. Alo.